Chú là Trịnh Minh Diễn. Chú năm nay 72 tuổi. Dạ vâng ạ. Chú ở số nhà 116, khu tập thể Lữ đoàn 971, thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Chú nhập ngũ năm 1973. Thế rồi chú vào chiến trường. Thế ở bên chiến trường Campuchia, rồi thì chiến trường Nam Lào. Thì đến năm 1978 thì chú về học viện, chú học và dạy học ở Học viện Hậu cần. Đến năm 1990 thì chú về đơn vị ở đây là Cục Vận tải của Tổng cục Hậu cần. Chú đã phục vụ quân đội được 35 năm. Chú nghỉ hưu từ năm 2007. À, cháu được biết là chú Diễn mắc bệnh gút đã lâu. Vậy chính xác là chú bị từ năm nào và từ lúc bị thì chú có những cái triệu chứng gì ạ? Chú nhớ rất rõ là chú bị bệnh gút từ ngày 17 tháng 12 của năm 2005. Khi đó là chú vào trong thành phố Hồ Chí Minh dự đám cưới của con gái chú. Sau khi tiệc tùng xong rồi thì chú về ở bên mấy nhà chú em bạn bè ở đấy thì mời đi ăn lẩu bò. Thế là bữa nào cũng lẩu bò. Thế cho nên là đến từ ngày 17 và đến ngày 19 là bắt đầu chú thấy chân bắt đầu nó đau, đau và nó sưng lên và không đi được. Thì không biết nguyên nhân tại làm sao mà tại sao mà bây giờ là 2 3 hôm nữa là mình bay ra ngoài Bắc rồi mà lại chân như thế này thì không đi được. Thế thì quan chú mới đưa vào bệnh viện 175 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là viện quân đội. Các bác sĩ làm các cái xét nghiệm thì mới thấy rằng là cái hàm lượng axit uric của chú nó quá cao, trên 570. Thế là nó bị cái cơn gút cấp và không thể đi, không thể nó đau suốt đêm không ngủ được. Đấy, thế thì sau đó thì bác sĩ cho dùng thuốc thì đến 2 3 ngày sau thì rồi chú mới đi được, thì rồi mới về miền Bắc được. Thế là chú bị cơn gút cấp từ cái ngày đấy cho đến bây giờ. Thế thì trải qua một cái thời kỳ đến nay là 19 năm rồi. Thì tất cả những cái lần bị gút đấy thì chú dùng thuốc thuốc Tây, Tây y của bệnh viện, thế rồi thì của các bác sĩ do. Nhưng mà thực tế thì chú thấy rằng chỉ giải quyết được cái cơn gút cấp thôi. Mỗi lần mà dùng thuốc Tây thì nó như thế. Và có những cái lần nó dồn dập, gọi là cái cơn gút cấp nó lên ấy, thì 2 3 tháng là xuất hiện một lần. Nhưng mà có những cái lúc là 1 tuần hay là 2 tuần là đã xuất hiện một cơn tiếp theo rồi. Rất là đau. Đau không ngủ được, chân phải gác lên thành giường, không đi được. Hoặc đi ra thì cứ còng 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 đấy, hoặc là phải vịn có người dắt đi thì mới đi được. Ăn uống vệ sinh cá nhân thì cô phải phục vụ chú tại chỗ tại giường thôi chứ không không đi được. Lúc bây giờ vẫn ăn kiêng rồi đấy, không biết là tại sao mình ăn kiêng mà nó vẫn cứ bị. Chú là tiêu chuẩn của chú là viện 108 thì chú thường lên 108 chú khám, cứ khoảng 6 tháng chú đi khám một lần. Nhưng mà nó cũng không không không, không thuyên giảm mấy, nó chỉ xuống quanh cái ngưỡng là 500 axit uric ấy. Bác sĩ cho dùng thuốc chú cũng không nhớ lắm, nhưng mà 2 3 loại trong đó là chú vẫn cứ nhớ là có cái loại colchicine mấy apple mấy cái gì gì đấy chú không nhớ lắm. Nhưng mà thuốc Tây thì cũng phải 3 4 ngày thì nó mới hạ cái cơn đau xuống, nhưng không có thì kéo dài thì phải đến 1 tuần. Chú thấy khi mà chú dùng cái thuốc Tây này nó nhiều thì chú thấy là nó có cái hiện tượng là như bác sĩ nói là bị trào ngược dạ dày, tức là lên thì chua nóng rát họng. Thế đi khám nội soi các thứ thì bác sĩ nói là bị viêm hang vị dạ dày. Đấy, thì cứ dùng cái thuốc này thì lại phải kèm theo thuốc dạ dày. Đấy là dùng cái thuốc Tây đấy. Thế thì chú cũng tìm đủ mọi phương pháp là dùng thuốc Tây rồi thuốc Đông y, có bệnh thì bái tứ phương. Chú đi các thầy lang, tức là người ta nói là ví dụ như các ông lang ở trên miền núi hay gì đấy, người ta nói là sẽ chữa được bệnh gút. Thế nhưng mà dùng vào thì nó cũng không có tác dụng gì mấy, vẫn cứ thấy axit uric nó cao, nó không giảm được. Chú bị bệnh gút một thời gian dài như vậy thì chú đã có biến chứng nào do bệnh gút gây ra chưa ạ? À, chú
bị thời gian dài như vậy thì nó cũng có cái tắc, có cái biến chứng là cái ngón chân cái ấy, của hai bên là nó có những cái hạt tô vi là nó to lên. Lúc đấy thì nó có khoảng độ 3-4 hạt, mỗi một hạt của nó thì cũng phải bằng cái hạt nhãn to ấy. Chú rất là lo ngại về cái chuyện là sau này nó có những cái biến chứng khác. Được biết bây giờ bệnh gút của chú đã được kiểm soát rất là tốt. Không biết bí quyết của chú là gì ạ? Chú có thể chia sẻ cho mọi người được biết không ạ? Từ khi mà chú biết đến cái sản phẩm của Bollywood qua truyền hình trên các cái kênh VTV8 hay là các cái kênh truyền hình của đài truyền hình, thế thì chú thấy ở trên kênh có giới thiệu cái sản phẩm Bollywood này, thì chú cô với chú mới bảo thì anh mua về xem là cái sản phẩm này nó thấy rằng cũng có nhiều cái ưu điểm hơn. Thế thì cô chú quyết định mua một liều là 6 hộp. Thế thì về uống thì lúc đầu thì chú cũng theo cái hướng dẫn ở trong đó là 6 viên một ngày. Thế thì chú uống 2-3 tháng. Chú thấy là không thấy đau nữa, vì mọi khi mà cứ thấy khoảng độ 2 tháng lại bị cơn gút cốc. Thì chú bảo à thế thì nghe có vẻ là cũng được rồi. Thì là chú mới giảm liều xuống, xuống 4 viên. Thế thì sau đó thì chú đi xét nghiệm 2 lần rồi. Một lần là tháng 7, một lần là tháng 10 vừa rồi. Thì chú thấy là cái hàm lượng axit uric của chú nó giảm rất rõ. Từ 4, lúc đầu khi mà mỗi khi mà lên cơn gút cốc ấy, thì nó thường là 550-570. Nhưng mà hiện nay của chú là khi sử dụng cái sản phẩm Bollywood này thì nó đều thường xuyên là chỉ có 357-364/416. Thế thì chú rất yên tâm và phấn khởi là gặp được thầy được thuốc, nhất là cái sản phẩm của Bollywood thì chú thấy là yên tâm lắm. Hiện nay là chú duy trì thường cái liều lượng của Bollywood là duy trì cái lượng thường xuyên là mỗi ngày chú dùng 2 viên, chứ còn lúc đầu thì chú dùng 6 viên rồi 4 viên rồi giờ xuống 2 viên. Cháu thấy là chỉ số axit uric máu của chú đã về an toàn. Vậy những biến chứng của bệnh gút có cải thiện không chú? Dùng Bollywood chú thấy là cái tô vi, cái hạt tô vi nó đã thấy nó nhỏ dần đi rồi. Chân của chú là nó rất nhỏ rồi, nó chỉ thế này thôi. Đấy, hay là như chân này thế này. Đấy, mà nó không đau nữa. Chứ trước đây là không quay được chân thế này, rất đau. Nhưng mà bây giờ thì quay lại thoải mái. Từ khi mà chú sử dụng đến giờ là chú rất yên tâm là không bị gút cốc lần nào nữa. Mọi sinh hoạt của chú bây giờ trở lại rất bình thường rồi. Chế độ ăn uống sinh hoạt của chú có cải thiện như thế nào sau khi sử dụng Bollywood ạ? Từ khi mà chú bị bệnh gút thì các bác sĩ khuyên là không nên ăn thịt đỏ và nội tạng động vật hay là hải sản. Thì chú cũng thực hiện cái việc đó tương đối là nghiêm túc. Đấy, thì chú ăn những cái thứ đó là chú ăn rất ít. Và bia rượu thì chú không uống nữa. Đấy, thuốc lá không hút, bia rượu không dùng. Nhưng mà hiện nay sử dụng cái sản phẩm Bollywood này, chế độ ăn uống của chú bây giờ thì chú thấy là yên tâm. Bạn bè mà có mời dự tiệc này kia thì chú vẫn ăn uống bình thường được, không đau nữa. Thế và hàng ngày thì chú có cái thời gian biểu là luyện tập thể dục. Mỗi một ngày là buổi sáng khoảng 45 phút, buổi chiều cũng khoảng 45 phút. Chú tập ngày 2 lần, đi bộ hoặc là tập vẫy tay. Đấy. Mùa đông thì nhà chú có một cái phòng rộng đây thì đi bộ các thứ ở trong nhà vẫn được. Sử dụng Bollywood một thời gian dài như vậy thì chú có thấy tác dụng phụ gì không ạ? Chú dùng Bollywood thì chú thấy là không có tác dụng phụ gì cả. Mọi thứ là rất ổn, chú không sử dụng thuốc tây nữa. Đấy, là chú bỏ hẳn cái thuốc tây, chú chỉ sử dụng Bollywood thôi, không thấy cái hiện tượng là đau dạ dày nữa. Cái hiện tượng mà bác sĩ người ta nói là trào ngược dạ dày đấy, tức là hơi nóng rồi rát họng rát cổ thì không có, mà chú cũng cảm thấy là không, trong dạ dày cũng không có cái gì là đau đớn cả. Ăn uống là cái đường tiêu hóa là vẫn tốt, vẫn bình thường. Khi chú sử dụng cái sản phẩm của Bollywood thì chú cũng khuyên mọi người nếu như ai là bị mắc bệnh gút thì nên tìm đến cái sản phẩm này, vì qua cái thực tế của chú thì chú thấy là rất an toàn
mà rất yên tâm là cái hàm lượng axit uric nó trở về cái mức an toàn. Cảm ơn những lời chia sẻ của chú ạ. Cháu chúc chú và gia đình mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc ạ.